Mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay: Thanh Hóa triển khai phương án sản xuất vụ đông xuân 2021-2022. Hội nghị trực tuyến giữa Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và CGIAG khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Tuyên truyền phổ biến cho người dân chủ động dự trữ nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi. Trước hết, mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Sáng ngày 16 tháng 11, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ đông xuân 2021-2022. Tại hội nghị, phương án sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 do ngành nông nghiệp xây dựng đã dự báo một số yếu tố tác động đến sản xuất, phân tích những thuận lợi khó khăn trong quá trình sản xuất. Trên cơ sở đó, ngành nông nghiệp đặt ra mục tiêu toàn tỉnh gieo trồng 195.250 ha, sản lượng lương thực đạt 796.300 tấn. Để hoàn thành mục tiêu cả về diện tích, năng suất và sản lượng trong sản xuất vụ đông xuân 2021-2022, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận các giải pháp triển khai thực hiện toàn vụ, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp như nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của các trung tâm dịch vụ nông nghiệp, các dịch vụ phục vụ sản xuất trong toàn vụ, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng thời vụ, cơ cấu giống phù hợp theo hướng chuyển sang cây trồng có lợi thế phát triển, phù hợp với nhu cầu của thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai, bố trí cơ cấu giống và thời vụ khoa học phù hợp với điều kiện sản xuất và tập quán canh tác của từng địa phương. Thanh Hóa hiện có 195.000 con trâu, 265.000 con bò, 1,2 triệu con lợn và 23 triệu con gia cầm. Vào mùa đông, nhu cầu thức ăn của vật nuôi tăng, song nguồn thức ăn, nhất là thức ăn xanh cho đàn gia súc trở nên khan hiếm. Để bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa đông, ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi cần chú trọng củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi, hướng dẫn hộ chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn tinh, thức ăn khô như rơm rạ, cỏ khô, thức ăn ủ chua, bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ. Đối với gia cầm phải có đèn sưởi, củng cố chuồng trại chăn nuôi, che chắn giữ khô nền chuồng, kín ấm và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi. Đối với gia súc, nhất là đối tượng con nuôi trâu bò, cần chuẩn bị dự trữ rơm rạ, đảm bảo bình quân từ 5 đến 7 kg một con một ngày trong những ngày giá rét. Để chủ động nguồn cung sản phẩm chế biến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang hoàn thiện dự thảo đề án phát triển ngành chế biến rau củ quả để phấn đấu đứng trong số 5 nước hàng đầu thế giới. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, giai đoạn 2016-2020, tốc độ xuất khẩu hàng rau quả đã qua chế biến của Việt Nam đều tăng ở mức 2 con số. Đáng chú ý, tốc độ xuất khẩu rau quả chế biến của Việt Nam năm 2019 tăng tới 41,2% so với năm 2018, nhưng sau đó có dấu hiệu chậm lại. Năm 2020, tốc độ xuất khẩu hàng rau quả chế biến của Việt Nam tăng 11,1% so với năm 2019. Trong 9 tháng đầu năm 2021, do khó khăn trong khâu vận chuyển, trong khi vấn đề bảo quản hàng rau quả tươi của Việt Nam còn hạn chế, doanh nghiệp có sự chuyển dịch khá thành công khi đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chế biến. Đặc biệt những năm gần đây, Việt Nam đã phát triển ngành công nghiệp chế biến trái cây, hiện chiếm khoảng 10% tổng sản lượng trái cây cả nước. Mới đây, Vụ Hợp tác Quốc tế tổ chức hội nghị trực tuyến giữa Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn với CGIAG khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, Việt Nam đang đứng trước 3 biến đổi lớn là biến đổi khí hậu, biến đổi thị trường và biến chuyển xu thế tiêu dùng, đặc biệt là tiêu dùng xanh của thế giới. Một biến đổi nữa cũng đang hình thành trong những năm gần đây là cách tiếp cận của thế giới về nông nghiệp. Việt Nam cần khẳng định được giá trị trong các tổ chức quốc tế. Các đơn vị của ngành cần sớm thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức để không lãng phí nguồn lực quốc tế, tránh rơi vào tình trạng tư duy toàn cầu, hành động địa phương. Là một tổ chức toàn cầu với tôn chỉ giảm đói nghèo, cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng con người, nâng cao khả năng phục hồi hệ sinh thái, CGIAR đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời gian vừa qua và xem đây là đối tác chiến lược trong việc đảm bảo an ninh lương thực trong khu vực. Tây Nguyên đang bước vào vụ thu hoạch cà phê, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 dẫn đến tình trạng thiếu lao động. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, hiện trên địa bàn có hơn 200.000 hecta cà phê với sản lượng gần 500.000 tấn và cần gần 15 triệu ngày công lao động để thu hái. Tại Đắk Nông, dự kiến niên vụ 2021-2022, tổng diện tích cà phê cho thu hoạch của tỉnh khoảng trên 120.000 hecta và cần trên 13 triệu ngày công lao động phục vụ thu hái. Tuy nhiên hiện nay, lực lượng lao động hái cà phê tại Tây Nguyên đang rất khan hiếm. Giá nhân công lại cao, gây khó khăn cho các hộ trồng cà phê. Theo số liệu cập nhật giữa tháng 11 năm 2020 của Tổng cục Hải quan,
9 tháng đầu năm 2021, cao su Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 902,78 nghìn tấn, trị giá 1,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 5% về lượng và tăng 35,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ hai cho Trung Quốc với kim ngạch đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc 9 tháng đầu năm 2021 chiếm 16,4%, tăng so với mức 14,3% của cùng kỳ năm 2020. Ở chủng loại hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, Việt Nam là thị trường cung cấp lớn thứ hai cho Trung Quốc. Nhiều loại bệnh, nhất là bệnh vàng lá hoành hành, đang khiến vựa chuối huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên dần lụi tàn, có nguy cơ bị xóa sổ. Huyện Khoái Châu từng là vựa chuối tiêu hồng của tỉnh Hưng Yên, được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ cấp bằng công nhận nhãn hiệu tập thể từ năm 2015. Vào thời kỳ cao điểm, diện tích chuối tiêu hồng của huyện này tới gần 600 hectare, sản lượng ước trên 23.000 tấn một năm. Tuy nhiên, do đất trồng bị nhiễm dịch bệnh rất nặng, nhất là bệnh vàng lá, khiến cây chuối tiêu hồng vắng bóng hẳn trên đồng đất nơi đây. Nếu không có các biện pháp kịp thời, vựa chuối tiêu hồng của Hưng Yên và cả nước đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Thưa bà con, quý vị và các bạn, trong mục Nhà nông làm giàu, chúng tôi xin giới thiệu mô hình trồng cây có múi của ông Phạm Văn Khu tại xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân. Mời quý vị, bà con và các bạn cùng theo dõi. Ông Phạm Văn Khu, quê gốc ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Hơn 20 năm về trước, ông từng lên Hòa Bình phát triển mô hình trồng cam cao phong và các loại cây có múi khác. Trong một lần vào khu vực xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân thăm người thân, ông tình cờ phát hiện khu vực này có điều kiện về thổ nhưỡng rất tốt, phù hợp với các loại cây có múi, đặc biệt là các loại cam. Song do người dân chưa có kinh nghiệm nên chỉ trồng cao su, keo và một số giống cây khác, dẫn đến hiệu quả kinh tế không được như mong muốn. Chính vì vậy, ông đã quyết định đầu tư mô hình sản xuất cam và các loại cây có múi tại Quảng Phú. Thiên nhiên đã ban tặng cho đất Thanh Hóa có cái chất đất rồi là cái khí hậu. Thế mà mình mà không khai thác được ấy, thì nó phí đi. Thế cho nên là tôi đến đây tôi làm để xem là mọi người, bà con, mọi người xem là có làm theo tôi hay không. Tháng 8 năm 2017, ông Phạm Văn Khu bắt tay vào phát triển trang trại. Trên diện tích đất 4,5 hectare, ông trồng nhiều loại cây như cam V2, cam canh, quýt ngọt, quýt bánh xe, bưởi da xanh, bưởi diễn, v.v. Trong đó, loại cây chủ lực là cam lòng vàng, chiếm diện tích 2,5 hectare. Trong quá trình trồng và chăm sóc, ông Phạm Văn Khu xác định kiên trì theo đuổi phương pháp canh tác hữu cơ để giữ độ màu mỡ cho đất, độ bền cho cây và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông chủ yếu sử dụng phân trâu bò hoai mục và tự sản xuất dịch ngâm đậu tương để bón cho cây. Lân kali trộn cùng đậu tương, thêm chế phẩm sinh học Triterderma ngâm 6 tháng sẽ trở thành loại phân bón hiệu quả và an toàn cho cây. Nhờ thổ nhưỡng phù hợp, cộng kinh nghiệm chăm sóc tốt, sau 3 năm, cam bưởi quýt của trang trại đã phát triển tương đương 7-8 năm khi trồng ở nhiều khu vực khác. Năm 2020, trang trại thu hoạch được 70-80 tấn quả. Năm 2021, dự kiến sản lượng đạt 150 tấn. Sau khi trừ chi phí, ước tính ông Khu thu lãi hơn 1 tỷ đồng. Gia đình nhà ông Khu trong vòng 4 năm trời, ông đã tạo dựng và xây dựng được một cái khu trồng cây ăn quả. Đến nay chúng ta thấy hiệu quả là kinh tế rất cao. Thông qua vấn đề này thì chức năng của hội làm vườn của huyện, tỉnh và các cấp thì chúng tôi sẽ tập hợp hội viên nông dân, cán bộ hội ở các cái xã, thị trấn đến tham quan, học tập chút kinh nghiệm. Ngoài làm giàu cho bản thân, ông Phạm Văn Khu còn tạo việc làm cho các hộ dân khu vực lân cận. Đặc biệt, ông đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm canh tác cây có múi cho nhiều bà con nông dân, không chỉ của tỉnh Thanh Hóa mà còn của các tỉnh thành trong cả nước như Tuyên Quang, Hà Giang, Hà Nam, Ninh Bình. Thưa quý vị, bà con và các bạn, do nhu cầu sử dụng rắn mối làm thực phẩm cho người dân ngày càng cao, nên hiện nay nghề nuôi rắn mối được phát triển tại nhiều địa phương. Trong mục Nhà nông cần biết, chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ thuật cơ bản trong việc chăm sóc loại con nuôi khá đặc biệt này. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Rắn mối giống có thể mua loại đã được thuần dưỡng tại các trại nuôi hoặc bắt những con đang sinh sống ngoài tự nhiên. Một khu chuồng để nuôi 1.000 con rắn mối bố mẹ nên có diện tích tối thiểu 10m² và tối đa là 100m². Không nên làm to quá sẽ rất khó quản lý. Thành chuồng có thể làm bằng tôn kẽm hoặc gạch xây cao khoảng 0,8 mét.
Rắn mối là loài chuyên ăn thịt, thức ăn của chúng thường là côn trùng như cào cào, mối, rắn, dế, sâu bọ. Một số loài khác còn ăn cả ốc, tép, dết, giun, chuột nhắt. Nhưng thức ăn khoái khẩu nhất là mối. Mỗi ngày cho rắn mối ăn 3 bữa với lượng dự kiến là 0,5 kg một ngày cho 1.000 con rắn mối. Thời gian từ khi sinh ra đến khi rắn mối trưởng thành là từ 6 đến 7 tháng tuổi, bắt đầu sinh sản ở tháng thứ 8. Mỗi năm rắn mối sinh sản khoảng 3 lứa, tập trung vào mùa mưa khi có lượng thức ăn dồi dào. Nếu thấy rắn mối mang thai thì cần tách riêng chuồng để chăm sóc. Chuồng sinh sản cũng giống như chuồng nuôi bình thường nhưng kích thước nhỏ hơn và đặt ở nơi thật yên tĩnh. Bản tin vàng trên đất của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.